con lại đến đây nữa. Lại là cô à? Tôi đã nói rõ ràng rồi mà, vẫn giác cái bụng chữa tới đây hả? Bà có thương tôi hay không tôi cũng không cần, nhưng mà đây là cháu nội của bà, bà không thể bỏ mặc nó được. Tôi hết đường rồi mới tìm tới đây. Nếu như bà không nuôi nó, tôi sẽ cho người lạ nuôi. Lúc đó bà đừng có hối hận nha. Nè, đừng có đem thằng bé ra uy hiếp tôi nghe chưa? Có chắc đứa bé là con của con tôi không? Con tôi nó ngu lắm mới bị cô lừa. Cái loại phụ nữ mà lan chạy với cả trăm thằng, có con với ai mà cũng không biết. Con tôi nó ngu nhưng mà tôi không ngu đâu. Giờ tôi yêu cầu cô tránh xa con tôi ra. Bà nói vậy mà không sợ trời đánh hả? Tôi nói cho bà biết lần chót, đấy đúng là giọt máu của Khoa. Nếu như bà để nó không có cha, tới lúc bà chết cũng không có người để tay đâu. Con quỷ, mày đừng có dọa tao nha. Đi ra khỏi nhà tao, tao không cần có một đứa cháu mà có người mẹ quan đàn như mày. Đi, đi, đi ra khỏi nhà tôi, đi. Làm như tôi ra nông nổi này, tôi trốn đi đâu mất tiêu. Nếu tôi tìm được anh, nhất định tôi sẽ xé xác anh ra. Đón xem những cô nàng độc thân làm mẹ trên kênh Vi Giải Trí.